xong ra là cái này nó khỏe rồi đấy, tập dậy luôn á. Ở chứ mày làm như nó là người thò nó không đau. Này quay chưa đấy, này quay chưa đấy. Thành ấy nó còn rảnh hơn bà nữa. Bác Hồ phải thua rồi, bác Hồ thua rồi. Lẽ bác Hồ quá. Ôi thua rồi, chết mẹ thua rồi. À hai chết mẹ thua rồi. Mình thách mình luôn, thách mình luôn, ngồi xuống. Rốt xuống. Này bà quay đi ra. Rồi. Rốt đi xuống à. Anh kia xuống à, rồi. Rồi nha, kéo thật tình nha. Một, à uống uống vô vô tăng lực ra. Tăng lực ra. Tăng lực ra. Đưa chân sạc. Rồi, 1, 2, 3, kêu. Úi dồi ôi. Cháu quả nhé. Mình thua luôn, mình thua luôn. Ôi, em mời chú. Bác thua rồi. Chúc mừng ngồi đi.
À, chơi đẻ ba, chơi đẻ ba. Anh kia có hai răng như thằng thỏ, thằng thỏ. Anh làm công ty nào mà làm đêm? Đấy nó vẫn làm công ty đấy. On đấy. Nó hai công ty ba rồi, bên nó làm được không? Cũng được, được lương cũng được 6 triệu mấy. Hai cái nào non hay có ăn người mà hai đứa rồi, còn ba đứa cháu làm gì chết, nó lớn hết rồi con này con nít đâu, người coi là nói, bây giờ nó là xấu thì phải không như vậy nha, đi xuống cái quán mấy cái con nhỏ nó uốn tóc, mà thích mấy con nhỏ đẹp đẹp lắm, quán nên đấy bán mình mấy con đấy rồi, nó lớn mà nó cũng ấy mà nó biết mà, là cũng quỳ chân chúa xem nào hình trái tim này hôn môi xe này nè, rồi cho đủ sói chán là video ơi. Chưa có thì làm tóc cho đẹp là sói chán rồi luôn. Quán là sói đầu cái đồ này. Sói đầu, sói đầu người ta hình đồ. Ú giờ riêng hề chúng. Có đẹp đấy à? À đẹp rồi, thôi nhá. Rồi. Thôi nha. Mình tí chứ. Cậu đang có sinh con rồi, có mấy tháng rồi. Ok, rồi. Rồi, yes. Ok, rồi, sao?